Hơn 22.000 hộp sữa với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng được các kiều bào Việt Nam và các tổ chức tại Australia hỗ trợ cho trẻ em thành phố Hồ Chí Minh sau hơn một tháng bị gián đoạn bởi các thủ tục về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Cuối cùng, lô sữa cũng đã về đến kho của Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh và sẵn sàng chuyển đến tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chủ động rà soát cũng như định hướng để hệ thống mặt trận 22 quận huyện thành phố Thủ Đức có sẵn địa chỉ danh sách để chuyển kinh phí chuyển những lon sữa này đến đúng địa chỉ. Bên cạnh đó thì cũng chia sẻ những cái lon sữa này đến với các bệnh viện để giúp cho các em đang điều trị bệnh tại đây có thêm nguồn dinh dưỡng. Lô sữa được trao tặng đợt này có 3 dòng sản phẩm bao gồm 4 lót, sản phẩm trong tháng 9 năm 2020 và hạn sử dụng đến tháng 9 năm 2022. Đây là các sản phẩm dinh dưỡng với quy cách đóng gói 900g một hộp dành cho trẻ trong các giai đoạn từ 0 đến 36 tháng tuổi. Kết quả kiểm nghiệm một số tiêu chí an toàn đối với 3 sản phẩm trên đã đạt theo quy định hiện hành. Theo thống kê, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.500 cháu bị mồ côi cha hoặc mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ. Do dịch bệnh, nhiều cháu lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, thiếu thốn. Do đó, những hộp sữa được trao tặng sẽ kịp thời giúp các em phần nào vượt qua những khó khăn trước mắt, đồng thời cũng là nguồn động viên để các em sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hiện tại, các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 1.424 dự án đang hoạt động, trong đó có 506 dự án FDI và 906 dự án trong nước. Kim ngạch xuất khẩu trung bình năm đạt 7 tỷ USD, thu ngân sách hàng năm khoảng 32.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, có 652 doanh nghiệp có đủ điều kiện duy trì hoạt động theo phương án vừa cách ly, vừa sản xuất 3 tại chỗ hoặc một cung đường, 2 điểm đến, với 51.000 trên 288.000 người lao động. Đến nay, có 1.355 trên 1.412 doanh nghiệp hoạt động, chiếm 96%. Hầu hết các doanh nghiệp đã kết thúc thực hiện phương án 3 tại chỗ và thay thế phương thức sản xuất an toàn. Nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ lao động quay lại làm việc đạt gần 100%, nhiều nhà máy tăng tốc hoạt động hết công suất, giải quyết đơn hàng cho đối tác trong và ngoài nước. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hoán đổi tài sản tư nhân tại địa chỉ 57 Cao Thắng, lấy khu đất 182 Hai Bà Trưng, quận 3 thuộc sở hữu nhà nước, gây thiệt hại hơn 186 tỷ đồng cho nhà nước sau khi đã trả hồ sơ trước đó. Căn cứ kết quả điều tra bổ sung, sau khi Tòa án Nhân dân thành phố trả hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng 8 nội dung mà hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung đều không có căn cứ, không phải là tình tiết mới phát sinh tại tòa. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương. Các bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm Nguyễn Thành Tài, nguyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trần Nam Trang, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Vi Nhật Tảo, nguyên giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Dung, nguyên giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lê Tôn Thành, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lê Văn Thành, nguyên phó Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Huỳnh Kim Phát, nguyên phó Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố và Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố. Phiên tòa lần này dự kiến xét xử đến ngày 22 tháng 11. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực của Nghị viện Campuchia tổ chức hội nghị ASEP 11 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia đông đảo của đại diện các nghị viện thành viên, thể hiện quyết tâm trong việc duy trì kết nối giữa hai khu vực Á-Âu trên kênh nghị viện nhằm thúc đẩy sự đồng hành của ASEP trong việc tăng cường mối quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình và phát triển bền vững trong và sau đại dịch COVID-19 ở cả hai khu vực và trên toàn cầu. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất nghị viện các nước Á-Âu tiếp tục duy trì cam kết chính trị mạnh mẽ nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương, hợp tác liên nghị viện, xây dựng lòng tin, đóng góp thiết thực vào các chương trình nghị sự khu vực và toàn cầu, tăng cường hợp tác ủng hộ tiếp cận nguồn vaccine, trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ chẩn đoán điều trị COVID-19 với chi phí hợp lý, công bằng, bình đẳng và kịp thời. Thúc đẩy vai trò các cơ chế hợp tác đối ngoại, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động nghị viện, hoàn thiện khung khổ nhằm kiểm soát dịch COVID-19, thúc đẩy sớm phục hồi kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về cả nội dung và hình thức hoạt động của các cơ chế hợp tác liên nghị viện trước sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo. Hội nghị đối tác nghị viện Á-Âu ASEP là cơ chế hợp tác liên nghị viện song hành với diễn đàn hợp tác Á-Âu ASEM, được tổ chức 2 năm một lần và luân phiên giữa hai châu lục ASEP 11 do Quốc hội Campuchia đăng cai tổ chức với 33 đoàn đại biểu nghị viện các nước thành viên tham dự. Diễn ra trong một ngày, hội nghị gồm 2 phiên toàn thể và 3 phiên thảo luận chuyên đề tập trung đánh giá tình hình thế giới, khu vực Á-Âu trong thời gian qua, nhất là ứng phó với đại dịch COVID-19. Qua đó nêu bật vai trò của các hợp tác nghị viện, góp phần thúc đẩy hợp tác ASEM để tăng cường đối thoại, chia sẻ quan điểm, nâng cao hiểu biết, xây dựng lòng tin, tôn trọng lẫn nhau, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, ngăn ngừa các xung đột tiềm tàng, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Tính từ đầu năm tới nay, hơn 5.000 hồ sơ lao động đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đây là những lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian vừa qua được hỗ trợ kết nối việc làm. Hàng tháng thì cứ cái theo cái lịch ở trong cái giấy hẹn của mình thì em sẽ lên đây trung tâm. Thì là bên trung tâm cũng có giới thiệu cho em việc làm, rồi cũng có những cái tư vấn cho em cái nghề mà mình để học để phù hợp để định hướng cho sau này thì mình có cái công việc nó tốt hơn. Em đăng ký nhận cái hưởng trợ cấp của mình ở bưu điện huyện ấy, thì tại địa phương của em ấy, thì ra đấy thì người ta cũng rất là nhiệt tình và hỗ trợ cho em cái vấn đề giải quyết nhanh cho em cái vấn đề thất nghiệp của mình. Trước khi tham gia đăng ký tìm việc tại đây, tất cả đều được test nhanh COVID-19, khi có kết quả âm tính mới được tham gia. Rất nhiều lao động địa phương, lao động mất việc làm tại các khu công nghiệp ở các tỉnh, thành do dịch COVID-19 ở tỉnh Hòa Bình đã được hỗ trợ kết nối, tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Thông qua những người lao động đến với Trung tâm Dịch vụ Việc Làm để giải quyết chế độ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thì được tư vấn đào tạo nghề miễn phí. Người lao động sớm có được một cái ngành nghề trong quá trình bị nghỉ việc thì sớm quay trở lại để chúng ta tiếp tục đào tạo nghề, và sau khi được đào tạo nghề thì có một cái môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn. Ở tại các thôn bản khi mà những cái vùng mà người lao động bị mất việc làm thì qua đó thì được hơn 4.000 lao động cũng đã tìm được việc làm quay trở lại để sớm ổn định cuộc sống. Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng trực tiếp vào các khu công nghiệp, gây ra những ảnh hưởng rất lớn cho xã hội. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự trở thành chỗ dựa, là phao cứu cánh cho người lao động, giúp họ có nguồn tài chính vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì cuộc sống, đồng thời giúp người sử dụng lao động không bị áp lực về tài chính vì không phải chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho người lao động và giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Từ cái quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ ấy, thì Bảo hiểm Việt Hòa Bình cũng đã triển khai cái cài đặt cái phần mềm. Thì từ cái việc cài đặt phần mềm đó thì khi tra soát, tra cứu lại số thời gian tham gia bảo hiểm đối với người lao động với bảo hiểm đối chiếu nó thao tác rất là nhanh. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã phối hợp các cái hệ thống ngân hàng nhà nước của tỉnh để triển khai cái việc cấp cái thẻ những trường hợp người lao động mà chưa có cái thẻ ATM qua tài khoản cá nhân thì bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp và ngân hàng đã cấp miễn phí cho những người đó để kịp thời cái việc chi trả cho người lao động hưởng trên cái cơ sở là trực tiếp cho người lao động. Cái thứ nữa là cũng rất tăng cường trong việc là phối hợp cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền sâu rộng, đặc biệt là có các cái đội di động của bảo hiểm xã hội tỉnh như bưu điện đến tận các xã phường để các thông tin cái chính sách này đối với người lao động cũng như đơn vị để phối hợp triển khai. Có thể khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã phát huy rõ vai trò tính ưu việt của mình là cầu nối giúp người lao động thất nghiệp từng bước quay trở lại thị trường lao động.